Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần, Trà My kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay, tiếp tục những chủ đề nói về COVID, đại dịch COVID và những khám phá mới, những tìm hiểu mới cũng như vaccine liên quan tới COVID. Như hiện nay quý vị cũng thấy là Omicron là một cái biến thể đang lan tràn rất mạnh. Tất cả các nơi trên thế giới đang đối phó với Omicron, với nhiều nơi đang gọi là khủng hoảng với Omicron, với những ca bệnh lên cao, nhất là ở Việt Nam, ở Hồng Kông. Trên khu vực châu Á thì quý vị nghe rất nhiều là các ca COVID tại Việt Nam, tại Hồng Kông đã quá kỷ lục, cũng như ở Indonesia chẳng hạn, khiến cho các bệnh viện tại Hồng Kông hiện bây giờ đã quá tải và đang trong tình trạng rất là khẩn cấp. Trong khi đó thì tại châu Âu thì Omicron đang hoành hành dữ dội ở phía đông. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo là Đông Âu hiện bây giờ đang phải gánh chịu một làn sóng Omicron cực mạnh với số ca nhiễm tăng gấp đôi, gấp ba tất cả các nước trong vùng Đông Âu. Riêng tại Mỹ thì COVID nói chung và Omicron nói riêng có phần đang hạ nhiệt, và các nơi trên nước Mỹ cũng đang từ từ dỡ bỏ các lệnh giới hạn, những cái quy định giãn cách vì COVID. Với những cái tình hình chung đó, nhìn chung cả thế giới trong đại dịch COVID lúc này, chúng tôi mời quý vị bước vào chương trình để cùng tìm hiểu xem Omicron hiện bây giờ như thế nào. Chúng ta đang nhìn thấy các ca bệnh nhẹ hơn, thì có phải đó là một cái dấu hiệu cho thấy virus khi mà nó tiến triển trong thời kỳ tiến hóa của nó tới lúc nó thực cực độc, cực mạnh như Delta, rồi nó nhẹ nhàng bớt đi như Omicron, thì liệu chăng chúng ta có thể kỳ vọng là đã tới hồi nó dần dần phai nhạt và sẽ tự biến mất? Và vaccine chống Omicron tại sao lại không hữu hiệu bằng vaccine chống các biến chủng, biến thể trước đây như Delta chẳng hạn? Và khi mà quý vị chích vaccine, quý vị có những cái khó chịu, có những cái triệu chứng y như là quý vị bị nhiễm COVID, thì phải chăng là quý vị chích vaccine COVID là đưa COVID vào người để mình tạo kháng thể? Những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi giải đáp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay với tiến sĩ y sinh Nguyễn Khôi Nguyên. Ông là giám đốc Viện Nghiên cứu Vi sinh Hoa Kỳ thuộc Hội Vi sinh Hoa Kỳ. Cảm ơn tiến sĩ Khôi Nguyên dành thời gian trở lại cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Trà My. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, thưa tiến sĩ, mình bắt đầu chương trình với những thắc mắc liên quan tới virus trước. Virus corona chủng mới trước, rồi sau đó mình sẽ lần lượt trình bày những khám phá, những thông tin mới. Và có nhiều người đang thấy là COVID đang ngày ngày nhẹ nhẹ đi bớt so với Delta lúc trước, thì bây giờ Omicron có vẻ là không gây bệnh nặng, cũng không gây tử vong nhiều, mặc dù là cái chiều hướng bệnh nhân nó nhắm vào thì đang thay đổi. Nếu như đầu đại dịch chúng ta thấy là nạn nhân chủ yếu là những người cao tuổi, và chúng ta tích cực bảo vệ những người cao tuổi đó, thì cho tới nay, ở thời điểm là hơn 2 năm trong cái đại dịch này, thì nạn nhân hiện bây giờ lại là những lứa tuổi rất nhỏ, những trẻ em dưới tuổi được chích ngừa, dưới 5 tuổi, đặc biệt là các bệnh viện nhi đồng bây giờ là đang cảnh báo một cái làn sóng trẻ em bị COVID rất là nặng. Nhưng mà thưa tiến sĩ, nhìn chung trên bệnh viện đó thì mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm lúc này, có thể tái sinh hoạt, có thể tái hoạt động lại những cái công việc của mình. Với Omicron gây bệnh nhẹ hơn, đa số là không có bị gọi là triệu chứng phổi nặng, phải oxy, phải máy thở vân vân. Thì như vậy có phải là một cái chiều hướng đi lên như một cái đồ thị cực mạnh, cực độc như là Delta, rồi bây giờ nó đang tuột xuống dần với Omicron, và sắp tới đây nó sẽ như thế nào? Thì giới chuyên môn như tiến sĩ là một người tiến sĩ về vi sinh, am hiểu và theo dõi thường xuyên về các vấn đề liên hệ đó, thì ông nhìn thấy giới chuyên môn hiện bây giờ đang dự đoán và đang nhìn thấy những gì trước mắt? Dạ, cảm ơn chị. Đây là một câu hỏi rất là hay. Thì trước hết, khi chúng ta nhìn vào những tình hình chung thì như chị đã cũng đã nói trước, và chúng ta nhận ra là chiều hướng về những việc nhiễm bệnh của COVID-19 có tiến triển rất là khả quan hơn. Chúng ta thấy cái tỷ lệ những ca nhiễm bệnh tại Mỹ trong những tuần gần đây có chiều hướng đi xuống. Chúng ta thấy từ đầu tháng 1, cuối tháng 12, đầu tháng 1 mọi thứ đều lên rất là cao, nhưng rồi bây giờ chúng ta đã thấy rất là mừng hơn vì tỷ lệ nhiễm bệnh đã đi xuống và tỷ lệ tử vong cũng có phần giảm lại. Nhưng tôi nói vấn đề này rất là trong một đó là tin vui hết dịch, và chúng ta không còn trong cái tình trạng mà chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng, vì như chúng ta thấy hiện tại mỗi tuần, mỗi ngày tại Mỹ cái tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn còn rất là cao, và các bệnh viện vẫn còn phải đối đầu rất là nhiều những ca nhiễm bệnh COVID, nên chúng ta cần phải tiếp tục
cẩn trọng và đề phòng cái vấn đề nhiễm bệnh. Đó nhưng là với cảnh nếu báo mà đầu tiên, đó là cảnh báo. Tuy nó nhẹ nhưng mà nó chưa hết, nó vẫn còn đó. Và Đúng Tổ chức rồi. Y tế Thế giới cũng đã cảnh báo như vậy, là COVID vẫn còn đó. Nó vẫn còn rất là mạnh, rất là tung hoành khắp nơi, chứ không phải là nó rút bớt đi, nó giảm bớt đi. Nhưng mà vì nó không có gây bệnh nặng hay không gây tử vong nhiều như trước, có nhưng mà không có nhiều như trước, cho nên quý vị có vẻ lơ là. Nhưng mà vì sao COVID nó mạnh lên như cỡ Delta sát thương hàng loạt, rồi bây giờ tới Omicron thì nó lại nhẹ đi, nó lại có phần là nương tay như vậy. Cái lý do vì sao thưa tiến sĩ? Chị thì đôi khi chúng ta có nghĩ rằng con virus là nó như đi một con đường thẳng, là nó qua Alpha, Beta, Delta, Omicron thì nó chỉ tiếp tục nó đi, nhưng thật ra không phải như vậy. Khi con virus nó phát triển thì nó có nhiều cái biến chủng khác nhau. Nó không phải cái biến chủng Omicron là nó từ biến chủng Delta như lần trước tôi có giải thích. Cái biến chủng Omicron nó có thể nó phát sinh từ cái biến cách phát sinh từ biến chủng ban đầu, có thể nó chưa bùng phát sớm hơn như Alpha, Beta, Delta mà chúng ta thấy, nhưng đã ngấm ngầm tại một địa phương, một vùng đó từ trước đây mà nó chưa bùng phát. Tới thời điểm như cuối năm vừa rồi thì cái biến chủng Omicron mới chưa bùng phát vì nó đủ cái điều kiện, thì người ta vẫn chưa biết tại sao nó xuất hiện vào thời điểm đó. Nhưng người ta biết rằng biến chủng Omicron rất khác hoàn toàn so với Alpha, Beta và Delta mà chúng ta đã biết. Thì do như thì về vấn đề những biến chủng khác nhau, một con virus nó có hai cái đặc điểm. Một là nó khi mà nó tấn công vào một tế bào mình gọi là cái bệnh nhân đi, thì một là nó làm cho người đó thật là bệnh rất là nặng. Hai là nó tấn công vào cái người bệnh đó nhưng mà không bệnh nhẹ, nhưng mà nó lại làm đó là điều kiện để nó tiếp tục nó lây lan qua cho những người khác. Thì mỗi con virus nó có những cái đặc điểm khác nhau. Có con thì nó lại chọn con đường này, cái con thì nó lại chọn con đường kia. Thì theo chúng ta thấy thì cái biến chủng Delta thì nó chọn cái con đường tấn công nặng, nhưng mà cái độ lan tràn của nó tương đối chậm hơn so với Omicron. Omicron thì nó lại chọn con đường khác. Thì chúng tôi trong chương trình khoa học vẫn đang tìm hiểu tại sao nó theo cái giai đoạn này. Chúng tôi chỉ biết là những con virus nó có những cái đột biến trên cái cấu trúc của nó, cái sinh học của nó như thế nào, thì nó đi theo con đường nào. Thì tại sao thì vẫn đó là một cái câu hỏi chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Như Delta thì là chọn cái phương thức đánh nhanh rút gọn, còn Omicron này có vẻ như là mưa dầm thấm lâu đó, thì nó cứ nhẹ nhẹ vậy đó mà nó lan quá khủng khiếp, nó lan từ cấp số nhân trở lên chứ nó không có lan như hồi xưa thời đầu nữa. Nhưng mà như hồi nãy anh có giải thích đó là không phải là Omicron này là con của Delta, nó không phải là một cái dạng con sau, mà nó có thể là nó biến chủng biến thể từ cái đời đầu, chứ không phải là cứ sau cái đời này đã là con của cái Delta này. Đó là việc mà đôi khi mọi người cứ hiểu nhầm là tại sao nó đang biến tới đây thì nó đổi cái khác, nhưng không phải. Đó là nó có thể từ đầu rồi mà nó chưa xuất hiện thôi. Thì đó là một điều hiểu, và đó cũng là một điều mà chúng ta cần cảnh báo, vì chúng ta không biết là những biến chủng khác nó sẽ phát sinh từ đâu. Có thể nó sẽ là biến chủng con của Omicron, có thể từ Omicron nó có sẽ xuất ra những biến chủng con khác, và nó có những cái đặc điểm khác giống như Omicron, rồi thêm những đặc điểm mới hơn Omicron, hoặc có thể nó bắt đầu từ những cái biến chủng khác đang nằm đâu đó trên thế giới mà chúng ta chưa biết được. Thì đó là một cái cảnh báo để chúng ta cẩn thận. Và đó cũng giải thích cho mình hiểu là tại sao Delta xong rồi tới Omicron á, thì cái thời Delta mình không có nghe có Delta phụ, mà bây giờ Omicron lại có Omicron phụ, tức là BA.1 rồi BA.2, là Omicron nó có hai cái dòng phụ, tức là nó cùng cha mẹ đó, thì nó là cái gì là hai dòng con.
một và hai nó phụ, còn nó hoàn toàn tách biệt, nó không phải cùng cha mẹ với Delta, thành ra nó không có mang cái dáng dấp của Delta, cho nên là nó có cái sự thay đổi hẳn. Đây không có phải là nó từ dòng này nó xuống dòng kia, mà có thể là nó từ một cái đời trước đó nữa. Thì mình hiểu như vậy để mình biết là tại sao nó đi tới cực mạnh rồi nó giảm xuống lại nhẹ, thì có đó có phải một cái vòng đời của virus hay không. Tại vì nhiều người cũng thắc mắc, thưa tiến sĩ, nhìn đại dịch này và nhìn những cái đại dịch trước đây trong lịch sử cũng vậy, thì mình sẽ thấy là ở đâu cũng vậy, nó lại có một cái mẫu chung, tức là dịch lên tới một cái cao điểm thì bắt đầu lại hạ nhiệt xuống, nó đi theo cái đường đồ thị lên xuống như vậy, ở đâu cũng vậy. Tới đỉnh dịch rồi thì người ta mong là sẽ sắp sửa giảm đây, thì cái điều đó đã thực tế là có xảy ra. Vậy thì cái vòng chu kỳ của một cái cơn đại dịch thì nó cứ như thế lên xuống như vậy, thì bây giờ cái chu kỳ sinh tồn của một virus nó có giống như vậy không? Khi nó thật mạnh rồi nó tuột, nó yếu dần và nó mất hẳn đi và nó không còn tác dụng nữa hay chăng? Mình có thể kỳ vọng điều đó. Câu hỏi rất là hay, cảm ơn chị. Thì chúng ta đều hy vọng, kỳ vọng là cái chu kỳ nhiễm bệnh sẽ ngày càng giảm đi và con người chúng ta có thể thích nghi với cái môi trường mới đó. Bên cạnh việc con virus nó biến đổi, nó có thể nó biến đổi nhẹ hơn, chúng ta hy vọng điều đó. Một nguyên nhân khác nữa ảnh hưởng tới vấn đề mà nhiễm bệnh là cơ thể của chúng ta. Như chúng ta thấy là việc mà chúng ta thấy cái tỷ lệ nhiễm bệnh tương đối nhẹ hơn và tỷ lệ nhập viện tương đối bắt đầu đi thấp xuống, vì chúng ta nghĩ rằng một trong những yếu tố đó, đó là vấn đề cả thế giới ngày càng được chích ngừa nhiều hơn và tỷ lệ những người chích ngừa cũng nó giúp một phần để tạo nên kháng thể cộng đồng, herd immunity, kháng thể cộng đồng để bảo vệ chúng ta khỏi các vấn đề đó. Và bên cạnh đó, một số nghiên cứu ban đầu đã cũng có đề nghị rằng có thể rằng nếu mà một số quý vị đã nhiễm bệnh trước đây, okay, cái cơ thể, cái sức đề kháng tự nhiên cũng một phần nào hỗ trợ cho quý vị, bảo vệ cho quý vị bởi khỏi khỏi bị nhiễm những ca tái nhiễm trở lại và bị nặng hơn. Thì đó nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tôi chỉ muốn giải thích là ngoài cái công việc chúng ta hy vọng con virus nó thay đổi, con người mình bản thân chúng ta vẫn cần phải có làm những cái hoạt động để hỗ trợ chúng ta, để chúng ta không bị nhiễm bệnh nặng và sẵn sàng hơn để tiến để giúp chúng ta sống với nó trong thời gian lâu dài. Như vậy là có thể là nó cũng yếu đi là một phần, và cũng có nhiều nguyên nhân là vì mình có cái kháng thể cộng đồng nhiều hơn, cao hơn. Kháng thể cộng đồng này tới từ việc chích ngừa đại trà nhiều hơn, và tới từ việc cũng nhiều người đã nhiễm COVID rồi, tức là lăn lộn với nó một thời gian rồi thì cũng là có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thế võ để chống chọi với nó. Nhưng mà cái kháng thể mà đã có rồi, từng nhiễm COVID rồi, người ta hy vọng những người đã có kháng thể với COVID thì sẽ ít cái tỷ lệ rủi ro nhiễm COVID lại. Cái điều đó là trong suốt đại dịch người ta nhìn thấy như vậy. Nhưng mà đối với Omicron thì không hề gì. Nhiễm rồi nhiễm lại như thường, mà thậm chí là có người nhiễm Omicron lại rồi, sau đó lại nhiễm Omicron tiếp nữa. Tức là nó không có ở lâu dài, cái kháng thể, cái sự bảo vệ từ kháng thể đó nó không lâu dài được với Omicron. Xin hỏi lý do vì sao, thưa tiến sĩ? Thì đó là một điều mà cả giới khoa học cũng đang tìm hiểu và suy nghĩ tại sao nó dẫn đến điều đó. Có một vài giả thuyết khác nhau. Thứ nhất là chúng ta biết con Omicron này, những cái đột biến trên cái phân tử của nó, cái từ cái genetic đó dẫn đến cái protein gai của nó, một phần giúp cái con Omicron này, nó thứ nhất nó bám vào tế bào của chúng ta mạnh hơn, và nó tìm cách nó trốn cái những cái kháng thể và nó avoid và nó tránh được cái sự bám chặt của các kháng thể trong cơ thể chúng ta. Nên mặc dù chúng ta đã có miễn nhiễm trước đây, thì thường thường khi chúng ta đã bị nhiễm một cái biến thể trước alpha, beta hay delta, thì chúng ta cũng có một số cái những cái tế bào gọi là ghi nhớ để nhận dạng cái con virus khi nó trở lại. Nhưng Omicron nó
nó không những là nó bám chặt hơn mà nó còn tìm cách nó trốn tránh những cái tế kháng thể bào đó ghi nhớ nữa, đó đó. ghi nhớ đó, để khi mà cái kháng thể đó nó tìm cách trốn nữa thì dẫn đến đó khi mà quý vị bị nhiễm Omicron lại thì cái nhiễm miễn dịch ban đầu của mình nó không có đủ để nhận ra Omicron và làm khi mà không chỉ nó nhận ra mà nếu mà nó phải nhận kỹ thì mới dám kêu những tế bào Binh khác lính tới đến để binh lính tới để nó giết Omicron, mà bây giờ nó nhận gần không kỹ thì nó nói là ok thôi chắc là không có gì hết nên nó tiếp tục nó để Omicron đi đó, thì đó là mình nói nôm na như vậy, đó là một cái giả thuyết. Và thứ hai nữa, Omicron người ta biết là khi khi mình Omicron khác với Alpha Beta Delta là nó bám và nó sinh sôi nhiều trong phổi chúng ta. Omicron thì cái địa điểm nó có vẻ nó bám vào phần lớn là cái upper respiratory, là cái phần hô hấp đường hô trên. hấp phía trên. Đó thì đó là cái địa điểm nó bám khác nhau, có thể là làm cho cái điều đó dẫn đến người ta nghĩ là có thể dẫn đến lây lan nhanh hơn, tại vì khi nó bám ở đó thì chúng ta ho gì nó sẽ ra nhanh hơn. Dắt ra, vâng. À thì điểm thứ ba người ta nghĩ là Omicron có thể cái đường mà nó tiến vào vào tế bào của chúng ta nó đi một con đường khác nên nên cái hệ miễn dịch của chúng ta hay những cái tế bào của chúng ta không có phản ứng nhanh nhạy và hiệu quả như những với những biến chủng khác. À, tức là có rất là nhiều những cái yếu tố mà có thể giải thích cho cái câu hỏi thắc mắc đó. Thưa tiến sĩ, trước đây mình nghe Omicron nó còn có cái phiên bản tàng hình, có nghĩa là trong lúc mà nó biến thể, biến chủng, sinh sôi, tiến hóa, thay đổi đó, thì nó còn có không những nó né được cái vaccine, nó né được cái sự bảo vệ của vaccine, tức là né kháng thể đó, rồi né luôn những cái tế bào bộ nhớ, tức là những binh lính ghi nhớ kẻ thù, để mà khi kẻ thù trở lại thì là kêu mình tập trung quân để quýnh lại, thì là nó né được cái đó, nó né được tế bào B, nó né được kháng thể có được từ vaccine, từ sự đã nhiễm trước đây, mà nó còn tàng hình nữa, thành ra nó rất là khó để mà nhận dạng, rất là khó để mà chúng ta đẩy lùi nó. Đó lý do là vì sao là bị nhiều và lây nhanh là vì nó có những cái tính năng độc độc đáo hơn là những cái đời trước. Tuy là nó không có gây bệnh nặng, nhưng mà vì là nó tinh quái như vậy đó, thành ra là nó có được cái cơ hội sinh sôi nảy nở, ở lưu lại ở trên cái cơ thể của mình lâu hơn, từ cái bộ phận hô hấp phía trên, tức là cổ họng, mũi, mắt ha. Thì đó, thành ra là quý vị văng nước mắt ra, văng nước mũi ra, hoặc là những cái giọt bắn khi mà mình nói chuyện, mình ho, thì là lây lan rất nhanh. Trong khi những cái đời trước, ví dụ như Delta, nó chạy thẳng xuống phổi và nó gây bệnh rất nặng cho người đó. Đó, thì cái sự lây nhiễm nó cũng khác nhau, thì nó giải thích cho cái tại sao hiện bây giờ mình thấy là lây thì nhiều, bệnh thì nhiều, nhưng mà không có nặng gì mấy, không nặng tương ứng so với cái tỷ lệ lây nhiễm đó, hoặc là không nặng tương ứng như là Delta. Và cũng xin hỏi tiến sĩ vi sinh Nguyễn Khôi Nguyên về cái nguyên lý sinh tồn của một virus đó, tức là nó sinh tồn thì nó phải dựa vào những cái yếu tố nào để nó tiếp tục nó phát triển mạnh hơn, nếu không có những yếu tố đó thì nó sẽ dần dà nó mai một và nó lụi tàn đi. Một cái chu kỳ nguyên lý sinh tồn của virus như thế nào cơ bản, thưa tiến sĩ? Thì virus một khác với những cái tế bào khác, ok, là nó cần phải có một cái Vật host, một chủ cái à. vật chủ để nó có thể sinh tồn được. Thì như lần trước tôi có giải thích một số về vấn đề này, là khi con virus tấn công về cái vật chủ đó, nó thứ nhất là nó muốn thoát khỏi những cái kháng thể, nó không muốn những cái kháng thể nó nhận diện ra nó. Và thứ hai nữa là nó muốn khi mà tấn công vào vật chủ nó có nhiều thời gian hơn để nó ở với vật chủ đó. Do đó khi mà virus nó tấn công vào một cái vật chủ đó, thời gian mà nó dẫn đến có những triệu chứng đó thì nó rất là quan trọng. Như chúng ta thường thường với những con virus khác vì flu thì chứ bị flu ngày hôm trước ngày hôm sau chúng ta đã có triệu chứng để chúng ta biết cách chúng ta phòng, trong khi Cứng đó mà giờ bị cúm thì chúng ta phòng được. Đó, so với COVID-19 coronavirus thì đôi khi cái triệu chứng nó không xuất hiện cho đến 5 ngày sau đó. Thì bên cạnh đó chúng ta không biết cách để chúng ta phòng cho khi mà chúng ta nhiễm bệnh.
thì con virus nó lợi dụng cái điểm đó để nó tiếp tục nó sinh sôi nảy nở trong cơ thể của chúng ta, và nó tiếp tục nó dùng cái đó để khi mà chúng ta không biết là chúng ta bị bệnh nhưng chúng ta đã có khả năng lây bệnh, thì nó lợi dụng cái điểm đó để nó tiếp tục lây cho những người khác. Thì càng nó càng lây được nhiều, nó có nhiều biến thể vật chủ, thì nó đó là cái điểm để nó phát sinh. Omicron lợi dụng cái điểm đó rất là hiệu quả. Đó là nguyên nhân mà tại sao nó không có gây bệnh nặng để làm cho cái vật chủ bị nhiều vì cái nó không chứng gây nặng lơ là, cho nên mình cũng lơ là hơn y đó. Mình cũng lơ là đó, nên và từ đó vẫn có thể dẫn đến cái việc lây nhiều hơn. Thì đó là một phần mình nói là bởi hơn mình, nhưng mà bên cạnh đó như lần nãy là cái yếu tố quyết định là phải có cái vật chủ đó. Và cái cái vật vật chủ chủ ở đây nói chung chung tức là con người, và nói riêng đó là cái tế bào của con người là cái vật chủ để nó ký sinh vào đó để và nó bên cạnh sinh đó sôi. thì và bên cạnh đó cũng là về con virus nữa. Như chúng ta vừa mới nói chuyện xong, con virus nó có những khả năng đó, nó thoát khỏi cái sự phát hiện của vật chủ, thì điều đó là dẫn đến cả giúp con virus nó tiếp tục nó tiến hóa. Thì hy vọng khi mà chúng ta cơ thể chúng ta có thể nhiều cái kháng thể hơn và nhận biết con virus nó tốt hơn, cái chu kỳ con virus nó sau khi nó lây lan và nó bị ngăn chặn một phần nào khi mà nó lây qua những người khác, thì chúng ta hy vọng sẽ giảm được cái nguy cơ lây lan và việc dẫn đến tử vong gây đến bởi con virus này. Dạ, như vậy thì mình không có một cái chu kỳ nhất định đối với một cái vòng đời của virus, tức là nó sẽ từ thấp lên cao lên tới cực đỉnh rồi là nó tuột xuống, nó dần dần mai một, nó từ từ yếu đi và nó tự động nó biến. Nó không có một cái mẫu số chung như vậy, mà nó tùy thuộc vào những yếu tố như là tiến sĩ Khôi Nguyên vừa nói, tức là nó phải có vật chủ để nó ký sinh nè. Và cái vật chủ đó càng yếu hơn nó, tức là càng dễ bị nó qua mặt, càng lơ là, càng dễ để cho nó ký sinh nhiều rồi lây lẫn nhau, thì nó càng có môi trường thuận lợi để nó sinh sôi nảy nở, đời con đời cháu tiếp tục hưng thịnh. Còn nếu như mà chúng ta cảnh giác cao, chúng ta có đủ phương tiện, đủ công cụ, đủ vũ khí để chống lại nó, thì từ từ nó sẽ bị đẩy lùi, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Thì như tất cả các nhà trong giới khoa học và các bác sĩ đều mong muốn là hy vọng chúng ta sẽ đến một cái thời điểm người ta gọi là endemic, là lâu dài hơn, như chúng ta sẽ sống với nó như bệnh cúm vậy đó. Thì cứ mỗi năm vẫn có những ca bệnh cúm, những người có thể dẫn đến ảnh hưởng với bệnh cúm, nhưng chúng ta có thể phát hiện được, chúng ta có thể ngăn ngừa được và không dẫn và không, điều quan trọng hơn là không để nó lây lan quá nhanh và không có giới hạn nó được, không có control nó được. Tại vì cái mà mọi người đều sợ là chúng ta không biết là nếu mà nó để tiếp tục nó những cái biến thể, những gì chúng ta biết bây giờ thì chúng ta có thể đối phó được, nhưng có những cái mà chúng ta không biết thì chúng ta không, người ta sợ là nó có thể dẫn đến những cái như lần trước chị nói siêu biến thể. Chúng ta không biết cái đó là cái thế nào. Dạ, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Trước khi Trà My đã nhìn thấy rất là nhiều câu hỏi ở đây rồi, trước khi trả lời câu hỏi của quý vị, thì để chúng ta tìm hiểu tiếp một cái thông tin liên quan tới Omicron, liên quan tới vaccine, là những cái công cụ bảo vệ mình đang nói đây, rồi chúng ta sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của quý vị nhé. Mình nói là mình sẽ có nhiều công cụ hơn, nhiều vũ khí hơn chống chọi với nó đó, thì mình sẽ lấn át được nó. Thì bây giờ cái vũ khí công cụ hiện bây giờ tối ưu nhất đó là vaccine. Và hiện bây giờ nhiều nơi đã tiêm mũi thứ ba, có nơi tiêm mũi thứ tư luôn rồi, là vì có cái sự mai một của vaccine. Cái sự mai một này đối với Omicron đó, nó thể hiện rất là rõ. Vaccine bảo vệ cho chúng ta lúc trước ở cái mũi thứ ba đối với Delta, cái tỷ lệ nó cao hơn so với là với Omicron này. Vì sao thưa tiến sĩ, tại sao vaccine bảo vệ chúng ta không được thành công bằng những biến chủng trước, mặc dù Omicron là được xem là nhẹ tay hơn? Dạ đúng rồi. Thì câu trả lời cho để trả lời cho câu hỏi này thì liên quan tới một số về về tế bào cơ bản như chúng ta có thể nói trước đây. Thì khi chúng ta vaccine thì cái chất vaccine giúp cho cơ thể chúng ta hai điều. Thứ nhất là tăng số lượng kháng thể.
và thứ hai là tăng số sự đa dạng của kháng thể. Thì giúp vì sau khi đó nên chúng ta thấy sau khi mỗi lần cái vaccine được chích vào thì giai đoạn đầu người ta có thể thấy được cái hiệu quả rất là cao. Thì với cái sự số tăng số lượng và tăng cái sự đa dạng đó, nó giúp cho bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi một cái biến chủng như trước đây bao gồm Omicron. Nhưng khi hồi nãy chúng ta vừa nói chuyện xong thì chúng ta mới biết là Omicron nó quá khôn đi. Nó lẩn tránh và nó trốn được cái vaccine. Thì sau khi cái vaccine nó vào cơ thể chúng ta, nó sẽ tiếp tục nó detect, nó kiếm coi cái virus nào hay không. Nhưng một thời gian sau thì nó không thể nào, vaccine nó chỉ nó khi mà nó trigger lên trong cơ thể của chúng ta, nó ảnh hưởng tới, nó giúp cho chúng ta giống như là trở nên cẩn thận hơn. Nhưng không thể nào nó cẩn thận quá lâu khi mà một cái con nó nằm im, nó khó tìm ra, nó không nhận ra rồi. Thì lâu dài cái những kháng thể nó có thể mai một đi. Với những con virus khác, nếu mà khi mà nó nhận ra và nó thấy cái con này thì cái test thì cơ thể chúng ta vẫn tiếp tục ra những kháng thể khác nè, nó vẫn còn đó, chúng ta phải chiến đấu, trong khi kia con kia nó nằm im một chỗ. Đó thì cơ thể chúng ta nó bị mai một cái sự mà cảnh báo đi. Nên đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy ở vaccine, tại sao 2-3 tháng đầu hiệu quả rất là cao, nhưng rồi về những tháng về sau thì cái hiệu quả bất dần đi. Tại một phần là con virus nó đặc điểm của nó rất là khác so với con virus khác, về vấn đề nó bám chặt hơn và tế bào của chúng ta là nó tìm cách nó trốn tránh các kháng thể đó. Và cái mũi thứ ba, mà trước đây ai chích mũi thứ ba rồi, đối với Delta thì được cái sự bảo vệ nó cao, hình như là tới 80-90% phải không tiến sĩ? Và bây giờ đối với Omicron, những cái người đang mũi thứ ba đây đó, thì bây giờ chỉ được bảo vệ khoảng 60% mà thôi. Như vậy thì phải cần tới mũi thứ tư, rồi sau mũi thứ tư mấy tháng nữa là mũi thứ năm hay chăng? Tại vì mình thấy cái mũi thứ ba sau 4 tháng là nó tụt cái sự hiệu quả. Vậy thì tiến sĩ nghĩ rằng sau cái mũi thứ tư đó sẽ có mũi thứ năm, và để cái thời gian càng ngày càng như vậy hoài, hay là có một cái phương án nào khác? Thì đây là câu hỏi rất là khó, vì chúng bên cạnh việc chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần tiếp tục chích ngừa để bảo vệ để chúng ta, tôi cũng nhận ra một việc là không phải ai cũng thích chích ngừa, và không phải lúc nào chích ngừa cũng là việc dễ dàng, tại vì thật sự chúng đâu có ai thích đi tới và chích ngừa. Đúng vậy, đó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì hiện tại các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để xem coi việc chích ngừa thường xuyên hơn nó có thể dẫn đến chúng ta, đó là việc cần thiết, nó có phải là giải pháp hiệu quả nhất cho Omicron hoặc những biến chủng tiếp theo hay không. Một đường khác họ cũng đang nghiên cứu là thay vì có tiếp tục chích ngừa cái vaccine như vậy, họ có nên nghiên cứu một cái loại vaccine mới tổng quát hơn để có thể đối phó các loại coronavirus hay không. Đó là một cái phương hướng khác này ta coi. Thì đây là câu hỏi cần thời gian để trả lời. Thì chúng ta hy vọng là sau trong vòng vài tháng tới chúng ta sẽ biết rõ hơn đâu là cái phương pháp tốt nhất. Có thể chúng ta phải dùng một phương pháp ngắn hạn để đối phó, và sau đó chúng ta sẽ có những phương pháp dài hạn hơn. Và hiện bây giờ thì quý vị cũng biết là với 3 mũi vaccine đó trước Omicron thì cái sự bảo vệ chỉ có 60-mấy% mà thôi. Đó là một cái chỉ dấu để quý vị cẩn thận hơn. Dù là nó không có độc hại cực kỳ như là Delta, nhưng mà nó vẫn có thể tấn công vào mình, vẫn lây nhiễm vào mình, rồi mình đi lây cho người khác. Cái sự bảo vệ từ vaccine nó giúp được trong thời điểm này là nó giúp cản chân được là không bệnh nặng, không nhập viện tử vong. Nhưng mà nó không cản chân là không bị nhiễm COVID trở lại, hoặc là không bị nhiễm COVID. Thành ra cái vaccine chỉ bảo vệ là không bị nặng hoặc là không tử vong vì COVID thôi. Nhưng mà vaccine không bảo vệ là khỏi có nhiễm COVID nha quý vị. Quý vị cân nhắc và phân biệt rất là rõ để quý vị biết được là cái sự lợi hại, cái sự quan trọng của vaccine như thế nào. Và với cái mũi thứ ba hiện giờ mà nó suy giảm cái sự bảo vệ như vậy thì nhiều nơi cũng đã khuyến khích
chích mũi thứ tư. Thí dụ như ở Israel là nước đi hàng đầu về tiêm chủng đó, thì họ đã chích mũi thứ tư cho phần đông dân số rồi. Nhưng mà rất nhiều nơi trên thế giới họ cũng e dè với cái mũi thứ tư. Chỉ có một số ít là khuyên những người trên 80 tuổi, những người thực sự cao tuổi, thực sự rất nguy hiểm với Covid đó, thì nên chích mũi thứ tư mà thôi. Còn đại đa số những cái dân số trẻ tuổi hơn, khỏe mạnh hơn thì họ cũng chưa có khuyến cáo là nên chích mũi thứ tư đi đâu. Vì cái thời gian nó còn quá ngắn, còn quá mới mẻ. Họ không biết là chích dồn chích dập như vậy thì sau này có bị gì hay không, cho nên người ta cũng còn cẩn trọng là như vậy. Thành ra kèm với vaccine chỉ là hiện giờ là vẫn là giữ khoảng cách thật an toàn, thật cẩn trọng, khẩu trang, tay chân sạch sẽ đó, để tránh những cái nguy cơ bị phơi nhiễm kèm theo, chứ còn chưa có một cái công cụ nào hoặc là cái bài thuốc nào để có thể tiêu trừ sạch sẽ, yên tâm hoàn toàn trước Covid, thưa quý vị. Và nói về cái việc chích vaccine thì thưa tiến sĩ có thắc mắc như thế này. Mỗi khi mà tôi chích vaccine mũi 1, mũi 2, mũi 3 cũng vậy, chích vô một cái là tôi như là bị Covid tấn công như vậy đó. Y chang những triệu chứng như vậy, tôi đang là người khỏe mạnh, chích vô một cái là tôi nằm vật vã ra luôn. Có phải đưa Covid vào người tôi để tôi làm quen với nó, để tôi chống chọi với nó sau này hay không? Xin lời giải thích rõ ràng. Thì trước khi trả lời câu hỏi đó, để tôi muốn nói rõ hơn về cái hiệu quả của vaccine. Khi chúng ta nói 90% hoặc 60%, đó là tỷ lệ bảo vệ của vaccine so với việc nhập viện, chứ không phải là hoàn toàn về vấn đề là lan truyền, không phải bị nhiễm. Thì chúng ta biết là vì tại sao nói cho tôi vẫn chích ngừa rồi tôi cũng bị nhập viện, thì cái đó cái tỷ lệ chúng ta thấy là mặc dù quý vị đã chích ngừa rồi, quý vị có thể bị nhiễm, và tỷ lệ vì Omicron nó thoát khỏi cái sự bảo vệ của vaccine, quý vị có thể bị nhập viện sau một thời gian mà vaccine nó bị giảm cái chế độ hiệu quả của nó. Thì chúng để nói rõ về vấn đề cái số liệu khoa học đó. Và về cái câu hỏi của chị đưa ra về tại sao có những cái triệu chứng mà giống như bị COVID mà sau khi chích ngừa, thì chúng có quen nói rõ là những cái triệu chứng đó nó không phải là chỉ riêng về COVID, giống như chúng ta bị có triệu chứng đó những triệu chứng của bị cúm, bệnh cảm. Y chang thì, cái triệu chứng bị virus nhập vô người vậy đó. Là có phải đưa virus vô người đó. Thì đó là những cái triệu chứng như bị một cái con virus nào đó, bị cảm, cúm, bị vào cơ người. Thì chúng ta nghĩ là có phải đưa virus không, thì câu trả lời hoàn toàn là không. Tại vì những cái vaccine mà chúng ta đang sử dụng về mRNA hay là Pfizer, Moderna mà chúng ta có, thì tôi nói ví von như trước đây là mỗi một con virus lại giống như một con người của mình, thì cái vaccine đó nó chỉ ra một phần của virus, giống như một cái mặt của con virus này. Thì nó chỉ đưa ra cái cấu trúc về tế bào phân tử nó vào mặt con vật của virus để nó giúp cho cái cơ thể nhận ra cái con virus đó. Nên chúng ta không thể nói là chỉ có cái mặt ra là con virus nó vô nó làm đi chèn hết. Cái việc mà cơ thể chúng ta vừa chích cái đó vô xong tự nhiên chúng ta bị có những cái triệu chứng như chúng ta bị bệnh, nhiễm bệnh cúm cảm tương tự như vậy, thì đó là vì do cơ thể chúng ta khi nó nhận ra cái thông tin về đây là con virus, thì đầu việc đầu tiên của nó là nó phải huấn luyện, nó phải chuẩn bị để nó đối phó. Thì cái việc mà cơ thể chúng ta, những cái tế bào bạch cầu trong cơ thể chúng ta phản ứng lại để ráng huấn luyện, thì nó giúp cho chúng để thì đó là cái phương cách mà cơ thể chúng ta để sẵn sàng đối phó với con virus đó. Thì hồi xưa nó nghe nói là cái câu mà thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, đúng không đó? Thì khi đó là cách mà chúng ta có thể chúng ta phản ứng. Nhiều người cũng có một số người nói tại sao tôi bị chích xong tôi bị nặng quá, thì người nói môm na là vậy là vaccine work đó. Thì chúng ta không có thể nói chính xác là điều đó chính đúng hay không, nhưng mà nếu mà chúng ta nôm na hiểu như vậy là cái cơ thể chúng ta nó đang có những phản ứng để nó chuẩn bị đối phó.
Chứ không phải là cứ thấy ai mà bị vật vã vì vaccine nhiều quá là ô chắc là ép phê cho tôi nhiều hơn, quý vị nào không có bị vật vã gì hết chắc không ép phê, không si nhê gì rồi, không phải vậy không thưa chị, mà nó cũng tùy cái sự phản ứng của cơ thể của mình nữa. Có nhiều người gặp một cái vật lạ từ bên ngoài vào thì phản ứng cực mạnh, cực nhanh, còn có nhiều người thì cũng coi như pha không có chuyện gì, mà Đúng hầu vậy. hầu như là người càng lớn tuổi đó thì cái phản ứng nó nhẹ hơn cái người trẻ phải không tiến sĩ? Và người ta quan sát cảm thấy như vậy thì một số suy luận cho rằng là khi mà các người lớn tuổi hơn thì cái hệ đề kháng, cái sự đề kháng của họ đã yếu hơn do những người trẻ, thì khi mà họ chích ngừa thì cái việc mà huấn luyện nó có vẻ nhẹ hơn. Đó là nguyên do tại sao chúng ta khi có vaccine trước chúng ta ở tại Mỹ chúng ta ưu tiên cho những người lớn tuổi, vì chúng ta muốn giúp cho họ bảo vệ trước, mặc dù cái cơ thể của họ, cái sức đề kháng của họ có vẻ yếu hơn so với những người trẻ. Liên hệ với cái lại mình đang nói là vaccine và COVID ấy, thì có câu hỏi rằng là nghe nói người đã chích một hai hoặc ba mũi và chích luôn cúm rồi vẫn bị nhiễm COVID, trong vòng 6 tháng nếu đi lấy xét nghiệm COVID vẫn có kết quả dương tính, có đúng hay không? Thì như chúng ta đã nói, chích ba mũi rồi thì vẫn có thể bị nhiễm Omicron như thường. Đó, thì sau khi chích xong một thời gian, cơ thể cái sức đề kháng của chúng ta hạ xuống. Mà không chỉ những thời gian nữa, chúng ta mặc dù chúng ta đã, như các quý vị cũng thấy những báo cáo nói, chỉ 90% hiệu quả hay 95% hiệu quả, vẫn có một phần nào đó nó không Có thể hoàn tỷ toàn, lệ rủi ro. rủi ro vẫn không hoàn toàn, và bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể bị nhiễm như thường. Chỉ cái vaccine nó chỉ giúp chúng ta là không bị nặng và dẫn tới tỷ lệ tử vong. Nên xin mọi người đừng nghĩ rằng tôi chích rồi tôi thoải mái, tôi ra ngoài tôi làm những cái gì tôi làm, tôi không cần đeo mask, tôi không cần cảnh giác ai hết, vì quý vị vẫn có thể bị như thường. Và vì nếu mà mình không cảnh giác, mình lại có thể lây cho những người khác, mà như người lớn tuổi hơn, có sức đề kháng yếu hơn, những bệnh nhân bị ung thư, những phụ nữ đang mang thai, hoặc những trẻ con bây giờ dưới 5 tuổi mà chưa được chích ngừa. Như hồi nãy tiến sĩ có nhắc tới một cái yếu tố mà rất là quan trọng là cái tỷ lệ bảo vệ của vaccine hiện bây giờ quý vị nghe nói là đang mai một đó, là đây là tỷ lệ bảo vệ khỏi bệnh nặng, khỏi nhập viện, khỏi tử vong, chứ không phải là tỷ lệ bảo vệ khỏi bị dính COVID. Đúng rồi. Vaccine không có 1% nào bảo vệ quý vị khỏi bị dính COVID cả, vẫn dính như thường phải không ạ? Nhưng mà một Nó khi dạ có nó vaccine dạ thì vaccine có mà hiện tại người ta vẫn nghĩ rằng vaccine một phần giúp cho cả chúng ta giảm cái khả năng bị nhiễm COVID, nhưng chưa có chắc chắn là, như miễn có thể mới nói là không có miễn giảm chứ không có miễn. tức là nó có cái rủi ro mà bị dính COVID thì nó rất là nhiều, cái vaccine nó không có bảo vệ nổi, nhưng mà cái rủi ro mà bị nặng vì COVID một khi đã dính rồi đó thì vaccine có trong người nó sẽ bảo vệ quý vị được 60%, nghĩa là quý vị vẫn có 40% sẽ bệnh nặng nhập viện và tử vong như thường, chứ đâu có cái gì là chắc chắn đâu phải không ạ? 40% vẫn rất lớn. Bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là nếu như người bị nhiễm COVID vẫn khỏe mạnh bình thường, sau này có bị tái nhiễm lại và có triệu chứng nặng hơn hay không? Nếu mà nhiễm lần đầu vẫn bình thường thì lần sau có nặng hơn hay không? Câu hỏi rất là hay. Thật sự là tôi không dám cho con một câu trả lời chính xác với câu này. Vì mỗi người, thứ nhất là mỗi người cái cơ thể rất là khác nhau. Okay. Và con virus nó tiếp tục, nó vẫn biến chuyển. Nên chúng ta không biết chắc được là cái lần sau nó sẽ xảy ra Nhẹ như thế hơn hay là nào. nặng hơn? Nào, câu đó là chúng ta không dám trả lời. Tại vì như chúng ta biết, mỗi cơ thể khác nhau. Cái sự đáp Chúng ứng ta miễn dịch nó khác nhau đó. dạ đúng rồi. Vậy cái điều mà chúng ta biết là sau khi bị nhiễm thì cơ thể chúng ta được một phần huấn luyện, chúng ta đã biết để cách nhận ra. Thì chúng ta hy vọng rằng nó sẽ giúp cơ thể chúng ta nhận ra và đối phó hữu hiệu hơn. Nhưng chúng ta không biết chắc một đường nào hướng tốt hơn, hướng tệ hơn, nên cho Và cái càng tiếp theo. trên thực tế Trà My cũng đã thấy là rất là nhiều trường hợp đã bị nhiễm COVID rồi lần sau bị lại đó,
thì cũng nhẹ nhàng qua khỏi. Nhưng cũng có nhiều trường hợp Yeah. đã bị nhiễm COVID rồi, lần sau lại trở rất là nặng. Mm-hmm. Và thậm chí là có những trường hợp đã chích 3 mũi đầy đủ rồi, tức là trước đó bị nhiễm rồi, sau đó chích 3 mũi đầy đủ, lần sau nhiễm lại vẫn nặng như thường. Thành ra rất là khó để có một cái đáp án chung, để có câu trả lời là nó sẽ như thế nào, 1 cộng 1 có phải là 2 không. Đối với COVID này thì nó biến tướng khôn lường, và mọi chuyện nó xoay chuyển, nó thay đổi liên tục, kể cả cái sự vaccine bảo vệ trong người quý vị cũng hàng ngày hàng giờ nó tụt giảm nữa, thì không có cái gì cho chúng ta một cái câu trả lời chắc chắn cả. Cái sự đáp ứng miễn dịch cũng tùy người nữa. Tại Trà My có nghe vừa rồi mới đây nhất là một người đồng nghiệp làm việc chung với mình đó, cũng lớn tuổi, tức là đã chích 3 mũi vaccine rồi, bị nhiễm COVID và vừa tử vong vì COVID. Tức là cái sự bảo vệ của 3 mũi vaccine nó đâu phải là cái lá chắn an toàn tuyệt đối đâu quý vị, vẫn bị như thường. Nhưng mà có nhiều người đã chích 3 mũi rồi bị thì lại nhẹ. Thành ra cái câu hỏi này không có lời giải đáp tuyệt đối, mà nó tùy trường hợp. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận, cẩn tắc vô ấy nấy nha quý vị. Tiếp tục, Omicron có thể tồn tại lâu trong cơ thể hơn Delta và có thể gây tái phát lại không, thưa tiến sĩ? Đây là một câu hỏi rất là hay, vì hiện tại rất là nhiều bắt đầu giới khoa học bắt đầu đặt ra những câu hỏi là ảnh hưởng của coronavirus thì Delta, Omicron hoặc những cái biến thể đó có những ảnh hưởng gì với cơ thể chúng ta trong trường dài, lâu dài. Người ta đang nói cái term người ta đang dùng là long COVID, ảnh hưởng COVID của kéo dài như thế nào. Thì đây là nhiều câu hỏi mọi người đang tập trung vào, vì đây chúng ta không biết được cái hiệu quả ảnh hưởng của cái con virus này trong tương lai như thế nào. Hiện tại đang có một vài báo cáo đã cho chúng ta thấy rằng việc con virus này ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta không chỉ ảnh hưởng tới việc hô hấp và phổi, mà nó còn ảnh hưởng tới những cái cơ quan khác như tim và não. Có một báo cáo gần đây đã cho chúng ta thấy là con virus này nó ảnh hưởng đến tế bào, đến tim, và có hơn 20 các ảnh hưởng khác nhau đến cái cơ tim và những tế bào về cơ tim. Thì họ sợ rằng nếu trong lâu dài con virus này nó có thể ảnh hưởng tới một số cái bệnh liên quan tới tim. Và một báo cáo gần đây cũng nói cho chúng ta biết là coronavirus có ảnh hưởng đến não, nó có dẫn đến một vài cái triệu chứng giống như những người bị bệnh Alzheimer đó. Thì đáng trí đó là một cái điều cảnh báo cho chúng ta là coronavirus này không chỉ có ảnh hưởng ngay lúc này dẫn cho chúng ta bị bệnh và dẫn đến tử vong, cơ thể tử vong trong thời gian ngắn, nhưng nó có thể dẫn đến những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của chúng ta. Và hiện tại vẫn còn đang tiếp tục những nghiên cứu để hiểu thêm về những ảnh hưởng lâu dài này. Hệ lụy COVID là một cái điều người ta rất là đáng lo. Tại vì trong suốt 2 năm vừa qua, người ta đã thấy là có nhiều người bị từ đầu dịch tới bây giờ vẫn chết lên chết xuống, bị vật vã vì COVID, vẫn khó khăn thở, vẫn khó khăn hoạt động sinh hoạt bình thường, và có những cái gọi là biến chứng khác đi trong cơ thể của mình, trong nội tạng, trong tim, trong phổi, trong não, vân vân, mà liên quan tới COVID trước đây. Thành ra đó là cái điều cảnh báo để quý vị biết là đừng để cho bệnh. Thì nếu mà mình bệnh rồi mình có qua khỏi đi nữa thì mình cũng không có chắc chắn là mình sẽ không bị hệ lụy COVID kéo dài nha quý vị. Thành ra cái đó là cái điều rất quan trọng và rất nguy hiểm của đại dịch COVID-19 lúc này. Và xin hỏi, người bị nhiễm COVID mà dùng khẩu trang N95, khẩu trang tối đa nhất hiện bây giờ là 95% cản lọc đó là tiến sĩ, mà một người đang bị nhiễm COVID đeo khẩu trang đó thì có chắc chắn bảo đảm không lây bệnh cho người khác hay không? Câu trả lời trước là nó sẽ giảm, nó sẽ giúp, nó sẽ giúp. Đó là nguyên do tại sao chúng ta khuyên mọi người nên đeo khẩu trang. Tại vì đó, chúng ta biết chắc chắn rằng khẩu trang hiện tại, đặc biệt là những cái N95 được thiết kế như vậy, sẽ giúp bảo vệ cái việc cái người đó lây lan cho những người khác.
mà câu hỏi đặt ra là có chắc chắn bảo đảm bao nhiêu phần trăm thì chỉ nó khi đó là cái nguyên do mà nó chỉ ghi 95%, nó không có ghi 100%. Khi nào có em 100% thì quý vị thì đó là nguyên, đó là hy vọng, đó là trả lời câu hỏi của quý vị, vì bởi vì chúng ta chỉ biết được nó chỉ 95% bảo vệ thôi. Thì câu trả lời là xin quý vị tiếp tục đeo, nếu quý vị biết chúng quý vị bệnh ở chung gia đình với nhau, có những người bệnh nặng hơn hay đi ra ngoài mà chú ý bệnh mà cần phải ra ngoài thì xin đeo, bởi vì không đeo khẩu trang thì dẫn đến việc lây lan thì rất là nguy hiểm. Nhưng đừng ỷ lại quá, tôi đeo rồi tôi thoải mái thì cũng không đó là điều không nên. Dạ, N95 là tượng trưng, nó viết tắt đó quý vị, là 95% bảo vệ cản lọc được những cái chất phân tử nhỏ bên ngoài. Nhưng mà 95% này không phải là tuyệt đối 95 nữa. Không 100% là đã đành rồi, nhưng mà cũng không tuyệt đối được 95. Nếu như cái khẩu trang đó nó đã được sử dụng nhiều lần, nó bị ẩm rồi, nên mình hít ra thở vào, dĩ nhiên nó có độ ẩm, thì nó lại càng giảm tác dụng hơn nữa. Rồi nhiều khi là quý vị bảo quản không đúng đó, thành ra, hoặc là quý vị đeo không đúng, quý vị cầm qua cầm lại đó, thành ra không có gì 100% cả. Cho nên là không có thể nói đeo được cái 95 đó là tôi khỏi lây bệnh cho người khác. Nếu mà đó là cái câu trả lời đúng thì cái đại dịch này nó đã tắt từ lâu rồi, tại vì N95 có từ lâu rồi quý vị, mà vẫn là lan tràn dịch giả như vậy. Thì quý vị biết là khẩu trang không giúp được bao nhiêu, có còn hơn không thôi, chứ còn nó không giúp được bao nhiêu. Xin hỏi có nên mình xét nghiệm COVID mà xét nghiệm kháng thể hay không, nên hay không thưa tiến sĩ? Thì đó, việc kháng nghiệm kháng thể thì không cần hiện tại. Tôi sẽ thể nói cho biết về theo sự khuyên, lời khuyên của cơ quan y tế CDC thì chúng ta cũng không cần xét nghiệm kháng thể. Tại vì cái câu hỏi là chúng ta cần biết để làm gì, đúng không? Thì nếu mà quý vị thuộc một vài trường hợp đặc biệt, như một quý vị có bị immunocompromise, những cái bệnh nhân mà bị đại kháng, ức chế miễn dịch, hay là những cái quý vị có những bệnh nặng, bệnh nền quan trọng, thì các bác sĩ thì trước tiên quý vị nên trao đổi với bác sĩ gia đình của mình. Thì nếu họ nghĩ rằng quý vị cần để biết chắc chắn cái số lượng kháng thể như thế nào đó, thì quý vị nên trao đổi với bác sĩ gia đình trước. Sau đó nếu mà bác sĩ gia đình khuyên mình nên đi thử kháng thể thì quý vị nên đi, và có thể kết quả đó cho thấy vì cái cơ thể thì quý vị bệnh nền như vậy, cái lượng kháng thể nó thấp nên quý vị cần phải chích thêm. Chúng ta nói năm nay là mũi thứ hai, mũi thứ ba là cho cộng đồng chung, cái nó nhìn chung, nhưng mỗi người có những cái bệnh nền và những cái hệ sức khỏe khác nhau, thì xin quý vị luôn trao đổi với bác sĩ gia đình của mình, vì mình biết mình bệnh gì, mình biết mình cơ thể mình thế nào, thì trao đổi với bác sĩ gia đình để họ có thể tư vấn cho mình cái cách nào làm tốt hơn. Dạ, với cái mũi thứ ba hoặc mũi thứ tư chích tăng cường thêm đó thưa tiến sĩ, thì mỗi một mũi tăng cường đó thì cái hiệu quả kéo dài được bao lâu? Hiện tại một số nghiên cứu ban đầu thì họ thấy là cái hiệu quả của những mũi tăng cường thì tới bây giờ người ta thấy được tới kéo dài khoảng tới 4 tháng. Thì đây là một số kết quả ban đầu họ nhận thấy, thì họ vẫn tiếp tục theo dõi, tại vì chúng ta mới bắt đầu tăng cường booster chỉ gần đây thôi. Thì sau khi chúng ta có nhiều thêm thông tin chúng ta sẽ biết rõ hơn. Dạ, cho nên là lúc nãy mình có nói là sau 4 tháng đó là quý vị đã không còn cái sự bảo vệ bao nhiêu nữa, cho nên là quý vị nên chích thêm một mũi tăng cường tiếp theo nữa, nếu quý vị thấy cái sự nguy cơ phơi nhiễm của quý vị quá cao, hoặc là cái nguy cơ rủi ro của quý vị nếu mắc phải COVID quá cao thì nên chích mũi thứ tư nữa đi cho chắc ăn. Dạ. Hiện tại cơ quan y tế CDC chưa khuyên mũi thứ tư trong đại trà dân số. Thì khi mà quý vị khi chúng ta hãy đợi để xem coi những cái nghiên cứu như thế nào, khi chúng ta có cơ hội có thêm thông tin thì chúng ta có thể theo cái hướng dẫn đó một cách hiệu quả hơn. Vì mà tôi nói trao đổi với bác sĩ gia đình đó, thì
Thật sự có một số người bệnh và về cái hệ thống miễn dịch yếu thì họ cần phải có những mũi theo tiếp theo đó, thì đó là cho từng trường hợp cá nhân chứ yeah. không phải nên là trên cho toàn thể cộng đồng của chúng ta. Dạ, yeah. Như Trâm nãy có nói là tùy theo quý vị thấy là cái nguy cơ rủi ro của quý vị tới đâu, nguy cơ phơi nhiễm tới đâu và nguy cơ rủi ro cho sức khỏe tới đâu. Nếu quý vị vốn là đề kháng yếu kém hoặc là đang trị những cái bệnh khác khiến cho miễn dịch của quý vị yếu kém, hoặc quý vị cao tuổi, hoặc quý vị làm trong một cái môi trường rất là khắc nghiệt, dễ bị COVID như là bệnh viện chẳng hạn. Đấy, thì tùy theo những cái yếu tố rủi ro đó mà quý vị có thể lấy mũi thứ tư. Chứ còn đại trà dân chúng thì không có khuyên lấy mũi thứ tư lúc này. CDC như là tiến sĩ Khôi Nguyên vừa nói đó, là cơ quan phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ chưa có khuyên đại trà dân chúng ai cũng đi chích mũi thứ tư cả. Thì chưa, tại vì họ cũng còn đang cẩn trọng dè dặt, không biết là chích dồn dập như vậy là nó có làm cho mình bị lờn thuốc hay không hả quý vị. Thành ra quý vị phải ráng theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, mà nhất là ở nước Mỹ, nếu mà rất là với một cái tiêu chuẩn rất là gắt gao, gọi là theo dõi khảo sát từng ngày từng giờ đó, thì nếu mà nước Mỹ đã tiến hành triển khai cái mũi thứ tư thì chắc chắn nhiều nơi trên thế giới sẽ theo chân nối gót. Trà My lúc này thì chỉ nghe có Israel là triển khai đại trà mũi thứ tư mà thôi, những nước khác thì vẫn còn ở giới hạn của những cái độ tuổi nhất định. Dạ, thưa tiến sĩ, câu hỏi tiếp theo là tôi đã từng bị nhiễm COVID rồi thì tôi sẽ có được cái kháng thể đó tồn tại được bao nhiêu lâu cho tới thời điểm này cộng với những cái mũi vaccine đó, và tôi có thể né được Omicron tới cỡ nào? Câu hỏi rất là hay. Thì gần đây có một báo cáo khoa học cho chúng ta biết rằng với những người đã từng bị nhiễm COVID trước đây thì cái việc cái cơ thể kháng thể tự nhiên của mình để có thể tương đối bảo vệ họ rất là tốt so với những biến thể trước như Delta. Nhưng khi đến Omicron thì cái tình hình nó không được khả quan, thì cái miễn dịch tự nhiên nó không bảo vệ chúng ta được khỏi Omicron. Tỷ lệ bảo vệ đó giảm sút rất là nhiều. Từ như trước đối với Delta họ có thể đến 80-90%, nhưng khi đó tới Omicron thì tỷ lệ vẫn giảm xuống 60-50%. Nên để trả lời cái câu hỏi này thì nếu quý vị đã từng bị nhiễm trước đây, hiện tại lời khuyên vẫn là quý vị nên chích ngừa để củng cố thêm cái sức đề kháng của mình để bảo vệ chúng ta khỏi Omicron. Vì hiện tại tại Mỹ, phần lớn gần như là 99, hơn 99% tất cả các ca bệnh là đều bị do nhiễm Omicron. Nên để bảo vệ chúng ta tốt hơn thì chúng ta nên tiếp tục chích ngừa. Yeah. Và để trả lời tại sao tôi đã bị nhiễm COVID rồi mà tôi vẫn dính COVID lại, nhất là dính Omicron lại, thì chúng ta nãy giờ cũng làm cái chủ đề chính của chương trình, tức là Omicron hiện bây giờ nó tàng hình nữa quý vị, tức là nó có những cái tính năng đặc biệt khác, bám dai hơn trên tế bào, né tránh được sự bảo vệ của vaccine, và có khi tàng hình luôn, cái cơ thể của mình nhận dạng không ra để đối phó nữa. Thành ra đó là lý do vì sao quý vị đã từng nhiễm COVID trước đây rồi, bây giờ với Omicron quý vị cũng không thể nào gọi là bất khả xâm phạm. Câu hỏi tiếp theo là nếu mà xét nghiệm kháng thể thấy được tôi có kháng thể cao đó, tôi có nên tiêm mũi thứ ba hay không? Câu hỏi này rất là chi tiết. Thì cái câu trả lời rằng nên nói chuyện với bác sĩ gia đình. Thì khi đó thì họ sẽ tùy vào cái tình trạng sức khỏe hoặc bệnh nền của quý vị thì có thể bác sĩ gia đình sẽ có lời khuyên hữu hiệu hơn. Trên lý thuyết thì khi một phần để tôi nói thêm một phần là bên cạnh việc các kháng thể giúp cho chúng ta bảo vệ khỏi coronavirus thì bên cạnh đó trong cơ thể chúng ta có những tế bào khác, thay vì không phải là kháng thể, không phải là antibody, không phải kháng thể không, mà những cái tế bào miễn dịch khác sẽ giúp cho chúng ta phản ứng hữu hiệu hơn so với cái coronavirus này. Thì vaccine được tin rằng có thể trigger, có thể ảnh hưởng đến kích hoạt những cái tế bào miễn dịch đó.
Nên đó là một điều mà người ta khuyên tại sao chúng ta nên nên chích ngừa. Nhưng để với câu hỏi trực tiếp, nên được trả lời câu hỏi trực tiếp của quý vị, thì nên trao đổi với bác sĩ gia đình của mình, và tùy cái trường hợp khác nhau thì chúng ta có thể câu trả lời tốt hơn. Dạ, xin hỏi trẻ em chưa tiêm vaccine lỡ bị dính COVID có sao không? Dạ. Câu hỏi của Diệp Phạm, cảm ơn, nghĩ là có trăng luôn, chứ không phải có sao. Yeah. Cái câu hỏi này đau đầu lắm, tại vì chúng ta, con em của chúng ta là điều mà chúng ta lo lắng nhiều nhất. Chúng ta không muốn ai trong ai chúng ta muốn trong ai không ai trong chúng ta muốn các em nhỏ bị bệnh hết. Thì chúng ta không biết cái ảnh hưởng của cái điều mà tôi lo sợ nhất là chúng ta không biết cái ảnh hưởng của cái con virus này đối với các em lâu dài như thế nào. Một số cái kết quả ban đầu thì cho chúng ta thấy là các em, cái hệ đề kháng của các em có vẻ như là dẫn đến các em không bị bệnh nặng. Nếu mà bị bệnh thì đó là một số kết quả ban đầu chúng ta thấy. Nhưng cái quan trọng là chúng ta không biết là cái lâu dài nó ảnh hưởng thế nào. Như khi chúng ta thấy coronavirus bây giờ ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới não, như chúng ta đã mượn nhiều khám phá ban đầu chúng ta có. Thì không ai muốn nó sẽ xảy đến cho con em của chúng ta, vì vì các em nhỏ nó sẽ sống lâu hơn nữa. Thời gian của nó sống với, nếu mà nó bị bệnh thì các em bị bệnh thì các em sẽ phải sống với cái con virus nó lâu dài hơn chúng ta. Nên hy vọng rằng chúng ta làm mọi thứ có thể để bảo vệ cho các em. Dạ, tiến sĩ đang nhắc tới là hệ lụy COVID đó, tức là long COVID, COVID kéo dài. Ở người lớn đã thấy COVID kéo dài ít nhất là trên 2 năm rồi, từ 7 tới nay. Thì đối với trẻ em đó, thì không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, rồi nó sẽ ảnh hưởng, tại vì trẻ em tiếp tục phát triển đó, thì nó có thể ảnh hưởng tới những cái sự phát triển cơ thể, trí não cũng như là cơ thể, thể chất của các em nữa. Thành ra tốt nhất là không để các em bị nhiễm bằng cách là chích ngừa. Nhưng mà có những cái độ tuổi thì chưa được phép chích ngừa, là nhất là những độ tuổi nhỏ quá, dưới 5 tuổi ở Mỹ chẳng hạn, thì chưa cho phép chích ngừa dưới 5 tuổi. Thì đó là lý do vì sao các bệnh viện nhi hiện bây giờ, như Trâm đã nói lúc đầu, đang thấy cái số nhập viện vì COVID ở các em dưới 5 tuổi rất cao. Có nhiều ca rất là nguy kịch, có nhiều ca rất là nặng. Cho nên là có nhiều người cảm thấy, ủa sao kỳ vậy? COVID ban đầu thì nói là tấn công người già, rồi giờ bảo vệ người già đã đời, rồi giờ cái bắt đầu tấn công con nít. Có phải là cái COVID này nó kỳ bí, nó quái dị lắm không? Nhưng mà không phải, tại vì khi mà người già đã được chích vaccine hết rồi, quý vị mặc áo giáp hết rồi, thì những cái phần còn lại không có áo giáp thì là những cái phần bị dễ bị tổn thương nhất thôi quý vị. Đó là một trong những cái tự nhiên mà mình có thể giải thích được cho cái lý do vì sao có sự khác biệt lúc này. Và cái lý do đó cũng cho chúng ta biết là sự khác biệt của vaccine, có vaccine thì như thế nào và không vaccine thì như thế nào, nó là một cái sự khác biệt rõ ràng. Nếu quý vị mặc lên người cái tấm áo giáp vaccine thì dù gì quý vị cũng đỡ hơn là người không có gì cả. Hầu hết những cái ca nhập viện và bệnh nặng vì COVID lúc này ở người lớn là hầu hết là không có chích vaccine. Hầu hết là những người bị nguy kịch vì COVID lúc này là những người chưa chích ngừa gì cả. Có thể là do họ không muốn chích ngừa, cũng có thể là do họ không có thể chích ngừa được vì lý do sức khỏe. Thành ra các cái ca nguy kịch lúc này trong bệnh viện, người ta thấy là phần đông là chưa chích ngừa, chứ còn có chích ngừa rồi thì không đến nỗi gì. Thì đó là nói về cái sự bảo vệ và cái sự khó khăn của chúng ta lúc này khi đối phó với COVID, nhất là đối phó với cái tuổi trẻ quá nhỏ chưa có vaccine. Thì trong cái chương trình trước, Trâm có nói chuyện với bác sĩ Nhi Đồng ở Cali đó, thì chị cảnh báo rằng là các bệnh viện Nhi Đồng Cali là báo động vì số nhập viện COVID rất nhiều. Ngoài cái chuyện là số nhập viện nhiều đó, thì cái số bệnh nhi ở bên ngoài mà không nhập viện vì COVID cũng rất là cao, khiến cho các em bỏ học giữa chừng cũng nhiều, và bị cách ly, bị này kia cũng rất là nhiều. Thành ra đó là cái lời cảnh báo cho quý vị, và cũng là cái câu trả lời là trẻ em bị nhiễm COVID có sao không? Thì một điều để, vì tôi cũng là một người cha, người bố, cũng có con nhỏ, nên đồng chí sẽ nói cho mọi người để có thể câu hỏi đó của một người cũng là một người phụ huynh như tôi, thì không muốn mọi người cảm thấy là sau khi nghe xong tự nhiên bị hoang mang sợ hãi quá. Thì chúng ta cẩn trọng thì để chúng ta bảo vệ con cái chúng ta, nhưng như thế nào thì chúng giới y khoa và khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Thì đừng, xin mọi người đừng quá hoang mang lo lắng, rồi dẫn đến những cái không cho tụi mấy đứa nhỏ nó đang phát triển mà không để cho tụi nó đi ra ngoài hay làm những cái hoạt động có thể, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tới sự phát triển về về
thể chất, tâm thể chất lý. và tâm tâm lý của các em, nên chúng ta nên 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 có một cái sự cân bằng và giúp đỡ cho các em để các em có những được cái điều kiện phát triển. Bên cạnh đó, khi là người lớn, chúng ta làm những thứ, tất cả những thứ chúng ta có thể, từ chích ngừa, đeo khẩu trang, để chúng ta có thể tạo một cái môi trường an toàn để giúp cho các em phát triển. Thưa tiến sĩ, Trà My biết có nhiều trường hợp, và nhất là thí dụ như những người gần đây xung quanh đây Trà My cũng thấy rất nhiều. Ở Việt Nam thì khác, ở Việt Nam họ cần vaccine lắm, nhưng ở đây thì họ ngần ngại vaccine là vì nhiều khi có nhiều quá họ cũng ngán. Có nhiều phụ huynh con còn nhỏ, độ tuổi tiểu học thôi mà không cho chích vaccine. Ví dụ như từ 5 tới 11 tuổi đã được chích rồi mà họ không cho chích. Dưới 5 tuổi không được chích không nói gì, nhưng mà trên 5 tuổi mà họ không cho chích, họ nói là vì vaccine mới quá. Rồi không biết là trên đường dài 20-30 năm sau nó có ảnh hưởng gì cho con tôi không. Thôi thà tôi đừng có chích. Cái gì mới chưa chắc ăn tôi không cho đưa vô người con tôi. Thì lời khuyên của tiến sĩ, một người chuyên môn, và các giới chuyên môn khác lúc này như thế nào đối với những cái trường hợp có cái suy nghĩ như vậy và có cái sự lựa chọn như vậy? Trước hết, cái câu trả lời của tôi là tôi có thể hiểu được tại sao họ nghĩ như vậy. Tại vì là một bất kỳ phụ huynh, chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho con em của chúng ta. Và các phụ huynh đó có những lo lắng, đó là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Và giới y khoa của chúng tôi và mọi người nên lắng nghe và tôn trọng điều đó. Đó là điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai là, đó là nguyên nhân chúng ta cần phải tăng cường vấn đề giáo dục y khoa. Và để giúp cho họ biết là, mọi người biết là, tôi hiểu được cái lo lắng, vì tôi cũng là một người cha, là người những người mẹ khác nhau, mẹ của con những con nhỏ. Nhưng dựa vào những thông tin mà chúng ta có được hiện tại thì vaccine là vũ khí hữu hiệu nhất để giúp chúng ta. Cái việc mà ảnh hưởng của vaccine về lâu dài thì thực sự mọi người, nếu mà quý vị hỏi tôi rằng tôi có biết dám nói 100% là không có gì không, tôi không dám nói, tại vì thật sự đó là điều chúng ta đang nghiên cứu. Nhưng để bảo vệ cho con chúng ta, gái chúng ta vào thời điểm này, để các cháu có thể yên tâm đến trường, có thể yên tâm sinh hoạt và không bị những bệnh nặng bởi bởi bị COVID-19, thì tôi tin rằng việc tiêm chủng là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho con chúng ta vào thời điểm này. Đó là câu đó đó là điều rất là khó, vì chúng ta đều có những lo lắng khác nhau, những có những trường hợp khác nhau. Thì xin mọi người cứ cứ tiếp tục tìm hiểu, và chúng tôi trong giới y khoa cũng từng nói với nhau cái việc mà chúng ta nên làm là tạo những thông tin có bảo đầy đủ chất lượng và có thể dễ dàng để cho cộng đồng tiếp cận, để rồi họ có thể tìm hiểu và có thể dẫn đến quyết định riêng của mình. Thì xin mọi người cứ cứ tiếp tục tìm hiểu thêm, rồi tới lúc nào mọi người có sẵn sàng thì hãy xin quyết định, mà đừng để lâu quá. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Cái lời khuyên này thì Trà My nghĩ rằng là nó rất hữu ích, là tại vì trong lúc này không ai không hoang mang hết á, tại vì đâu biết là đường dài như thế nào, Covid ra sao, mà cái vaccine này như thế nào. Đó là cái lý do mà họ phải lo và họ phải dè chừng. Nhưng mà nếu mà trong cái cơn bão táp phong ba sát thương mạnh quá của cái đại dịch lúc này mà mình dè chừng về xa đó, thì nhiều khi lợi bất cập hại. Có cái địch thủ trước mắt mình, có kẻ thù trước mắt mà mình không lo chống, không lo đỡ, mình lo về dài thì nhiều khi nó tấn công mình lúc nào mình ngã gục mình không biết. Thành ra phải đưa lên bàn cân, cân nhắc rất là kỹ, và tôn trọng quyền riêng tư, quyền sức khỏe của con người. Thí dụ như ở nước Mỹ, ở các nước phương Tây văn minh, nhân quyền cao, là chất lượng cao tiên tiến đó, thì họ không ép buộc, nhưng mà họ để cho tự chọn. Thì quý vị phải tự chọn bằng chính cái sự cân đo đong đếm của cá nhân của mình, bằng chính cái sự thông tin quý vị hiểu biết. Tìm hiểu nhiều thông tin thì có được nhiều cái sự lựa chọn nó chính xác hơn. Ở đây họ không bắt buộc, nhưng mà nếu mà mình lựa chọn sai đó thì cái đó hoàn toàn mình chịu trách nhiệm và mình sẽ hoàn toàn nuối tiếc về cái sự lựa chọn sai của mình, phải không quý vị? Cũng như bây giờ nói về khẩu trang, nước Mỹ không ép buộc đeo khẩu trang, sắp sửa sẽ phải nhiều nơi sẽ phải nới lỏng cái quy định ép buộc đeo khẩu trang rồi. Trường học cũng vậy, nhiều nơi cũng đã bắt đầu nới lỏng ra, thì có nhiều nơi, ví dụ như tiểu bang Virginia đây, thì họ bắt đầu sắp sửa có cái lệnh là không được ép con em đi học đeo khẩu trang, nhà trường không được ép học sinh đeo khẩu trang, để cho phụ huynh tự quyết định.
phụ huynh muốn thì cho con đeo, không muốn thì thôi. Đó, thì cái đó là người ta tôn trọng quyền cá nhân riêng tư, quyền quyết định sức khỏe. À, nó khác biệt với những nước như ở Trung Quốc hay Việt Nam thì cái quyền này nó lại khác biệt. Nhưng mà ở những nơi mà được tự do tôn trọng như vậy đó thì cũng là một cái sự khó khăn để mà người ta cân đo đong đếm sức khỏe riêng tư cũng như sức khỏe cộng đồng. Đây, thành ra quý vị, cái ý thức cao, cái sự hiểu biết cao nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tất cả mọi người trong xã hội lúc này. À, và Trà My xin hỏi, là một người nghiên cứu về vi sinh, dạ, thì tiến sĩ chắc chắn hiểu rất rõ về thuốc men, về vaccine vân vân. Thì trong lịch sử từ trước tới nay có ghi nhận những trường hợp nào đáng tiếc về vaccine hay chưa? Thời gian đầu sử dụng không có gì, nhưng mà thời gian lâu dài, sau vài năm, sau mấy chục năm, lại có biến chứng tai hại, lại có những cái gọi là khôn lường, phải ngưng, phải đối phó, phải ngưng ngay vaccine đó, phải đối phó và phải đền bù thiệt hại vân vân. Như thế nào hay chăng đối với vaccine? Dạ. Đây là câu hỏi rất là khó. Thì thật sự đây nó hơi nằm, tôi phải đọc thêm về gì cái thông tin này để có thể trả lời chính xác. Tôi biết những cái thông tin liên quan với những cái loại thuốc khác nhau thì đã có một số vấn đề thuốc, vaccine thì tôi không, câu trả lời hiện tại theo tôi biết thì hiện tại tôi chưa, tôi không biết để có thể trả lời chính xác cho câu, cho câu hỏi của chị. Thì nhưng một điều chúng ta có thể trả lời được là dựa vào những cái thông tin mà chúng ta đang có, dựa cho những cái vaccine mà chúng ta có, chúng ta đang sử dụng cho COVID-19, thì không phải nhiều người chúng ta nghĩ rằng cái vaccine này nó chỉ mới có một năm, hai năm mà tại sao nó nhanh quá vậy. Nhưng xin quý vị biết rằng cái để có được cái vaccine này, đó là họ đã nghiên cứu những cái cơ, những về sinh học cơ bản cách đây hơn 15 năm rồi. Cái nghiên cứu nó đã bắt đầu hơn 15 năm trước khi họ nghiên cứu những cái phương pháp mới. Thì trước đây cái mRNA vaccine, cái kỹ thuật đó, họ dự định là tới năm 2021 họ sẽ sử dụng cho một cái loại vaccine, một cái bệnh khác. Nhưng mà vì COVID-19 bộc phát thì họ chuyển cái kỹ thuật này qua cho COVID-19. Nên chúng ta có thể nhận ra rằng cái việc mà chúng ta có cái vaccine thì không phải là chỉ một sớm một chiều mà chúng ta tìm thấy được, mà đó là một cái quá trình nghiên cứu lâu dài. Việc những cái việc mà chúng ta có đưa cái vaccine đi ra ngoài để bắt đầu tiêm chủng sớm trong năm vừa qua, bởi vì trong đại dịch nên những cái thủ tục và giấy tờ nó được mọi người nhanh chóng hơn nha. Thay vì trước đây một cái loại thuốc, một cái phương pháp điều trị mới thì khi mà trong bình thường thì có cả trăm cái yêu cầu khác nhau, khác nhau. Thì khi mà đại dịch xảy ra thì tất cả mọi người đều tập trung vào một cái, thì mọi thứ nó nhanh hơn, nó không phải qua những cái vấn đề nhiêu khê. Thì đó là cái vấn đề giấy tờ họ có thể làm qua nhanh hơn. Chứ về vấn đề khoa học và những vấn đề mà khi họ cập nhật thông tin, những cái clinical trial đều diễn ra theo đúng tiến trình. Thì chúng ta biết là những cái thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đều đi theo tiến trình của họ. Thì đó là cái kiến thức chúng ta biết được tốt nhất tại thời điểm này. Thì sau đó chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Bất cứ các vaccine, bất cứ loại thuốc nào cũng vậy, nó đều có một cái giai đoạn sau đó để chúng ta theo dõi. Ngay cả cái vaccine của Pfizer and Moderna, nó có giai đoạn đầu là cái gọi là emergency use authorization, cấp cho phép chấp thuận khẩn cấp, cho sử dụng khẩn cấp. Khẩn cấp, rồi sau đó họ có thêm dữ liệu họ mới được chấp nhận để cho hoàn toàn. Thì đó là những cái bước cần thiết để giữ bảo đảm an toàn cho người dân của chúng ta. Đó, thì đây là những bước mà chúng ta có thể làm được vào lúc này và theo dõi để tiếp theo trong những bước tiếp theo coi việc nào sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng ta cần chích ngừa để chúng ta giữ sức khỏe ngay bây giờ,
hay là chúng ta lo lắng quá, chúng ta đợi lâu dài quá thì chúng ta có thể bị có khả năng bị nhiễm bệnh ngay lúc này. Cái đó nó có đáng không? Thì đó là quyết định đôi khi rất là khó. Xin mọi người cũng cần suy nghĩ kỹ và tiếp tục tìm hiểu để có quyết định chính xác cho mình. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyên rất là nhiều, là vì những cái thông tin mà ông đưa ra cũng giúp lấp đầy những cái khoảng trống về thông tin, về kiến thức hoặc là về tin tức chẳng hạn, để quý vị hiểu biết là một cái vaccine nó ra đời, nó trải qua khâu đoạn như thế nào, và cái vaccine COVID này không phải đùng một cái trong vòng một tháng hay là một năm hay hai năm là nó sẽ ra lò, mà nó là một kết quả của một cái quá trình nghiên cứu cộng gộp từ trước tới nay rồi. Và trong thời điểm ứng phó khẩn cấp lúc này thì họ xoay chuyển cái kỹ thuật đó để họ làm ra cái vaccine COVID, dù là trước đây không hề có vaccine COVID, nhưng mà cái kỹ thuật nó đã được nghiên cứu, được phát hiện, nghiên cứu và đang phát triển lâu nay rồi. Đó, thì những cái thông tin đó sẽ giúp quý vị hiểu rõ về thuốc men để có sự lựa chọn chính xác hơn như lời ông nói. Chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi ở đây nhưng mà thời gian hết rồi. Trà My phải tạm dừng chương trình để tiến sĩ Khôi Nguyên có thể trở lại với công việc hàng ngày của ông. Ở Mỹ hiện bây giờ là giữa trưa rồi quý vị, là bắt đầu một ngày mới để làm việc. Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở Việt Nam giờ này đã khóa khuya gần 12 giờ đêm, quý vị vẫn theo dõi tới phút này. Mong là quý vị giữ giờ hẹn thường xuyên. Tối thứ tư mỗi tuần trên chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp này, chúng tôi sẽ chỉ nói về COVID, thông tin cho quý vị những khám phá mới của giới khoa học về COVID và giúp quý vị giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới vaccine, liên quan tới COVID, liên quan tới dịch bệnh, để quý vị bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Khôi Nguyên. Ông là giám đốc Viện Vi sinh Hoa Kỳ thuộc Hội Vi sinh Hoa Kỳ, và ông là người tham gia trong cái công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho rất là nhiều ở đây ở Mỹ, trong cái vùng mà ông sinh sống, tức là ở tiểu bang Maryland. Và ông cũng tham gia rất là nhiều những cái chương trình bảo vệ sức khỏe cho người Việt ở Mỹ và cho người Việt ở Việt Nam nữa, phải không ạ? Cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị cùng tiến sĩ Khôi Nguyên trong một chương trình sau, tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Xin cảm ơn tiến sĩ. Cảm ơn chị Trà My. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại.